Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vì chồng bị tai nạn liệt nửa người, đối tượng nảy sinh tình cảm và có thai với người đàn ông khác. Khi đứa trẻ ra đời, người mẹ này nhẫn tâm cướp đi mạng sống của bé. Đây là vụ việc gây chấn động dư luận. Chi tiết vụ việc ra sao? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 25 tháng 10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an huyện Iagrai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người phụ nữ tên R, 42 tuổi, dân tộc Yarai, trú tại xã Iapek để điều tra hành vi giết con mới đẻ. Vào năm 2016, trong thời gian người chồng là ông L, 44 tuổi, bị tai nạn giao thông khiến liệt nửa người, không nói được, R đã nảy sinh tình cảm và có thai với một người đàn ông khác. Đến ngày 24 tháng 2 năm 2017, R sinh hạ một bé trai. Lo sợ dân làng phát hiện, phạt vạ và sợ không đủ khả năng nuôi cháu bé, R đã sát hại cháu bé. Sự việc được phát hiện khi R cùng với đứa con lớn của mình mang thi thể cháu bé đến khu vực nhà mả của làng để chôn. Công an nhận được tin báo đã vào cuộc, tiến hành khai quật tử thi để khám nghiệm. Lúc này, R thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, song lại có dấu hiệu bị bệnh thần kinh, phải được điều trị. Sau khi tình trạng sức khỏe của người này bình thường trở lại, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi giết con mới đẻ. Đối với người con lớn của R, công an xác định có dấu hiệu đồng phạm, song do cháu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đã không đề nghị xem xét xử lý. Ngày 7 tháng 12, Huỳnh Thị Kim Phượng, 38 tuổi, tiếp tục bị tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử về tội vô ý làm chết người. Trong lần mở phiên tòa gần 3 tháng trước, hội đồng xét xử đã trả hồ sơ điều tra lại vì cho rằng Phượng có dấu hiệu về tội giết người. Tuy nhiên, cáo trạng lần này vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Phượng nhiều lần gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Chị ta thừa nhận toàn bộ hành vi đã gây ra cái chết cho con gái, nhưng cho rằng lúc đó tinh thần bấn loạn do bị chồng đánh chửi vì tội ngoại tình. Bị cáo buồn và có nhiều nỗi niềm chất chứa trong lòng không biết làm sao. Chỉ biết ôm siết con vào người khiến bé bị ngạt, chết lúc nào không hay, Phượng nói. Kết quả điều tra xác định Phượng kết hôn với anh Trung từ năm 2000 và có hai con chung. Nhiều năm trước khi buôn bán tại chợ Tân Bình, chị ta có tình cảm với người đàn ông ở sạp kế bên. Năm 2013, Phượng có con với người đàn ông này và đặt tên là My. Anh Trung thấy con gái út không giống mình, lại bị người đàn ông ở sạp kế bên vô cớ gây sự, cộng với những lời tiếng xung quanh về quan hệ của vợ, nên nghi ngờ dẫn bé gái đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy anh và bé gái không cùng huyết thống. Tháng 9 năm 2016, anh Trung đã gọi vợ lên phòng nói chuyện nhưng chị Phượng né tránh. Tức giận, anh đã tát cô mấy cái rồi nhốt trong phòng. Đến khuya mới mở cửa cho xuống tầng trệt ngủ. Sợ chồng mời cha mẹ ruột đến nói chuyện, Phượng xấu hổ nên nảy sinh ý định tự tử. Hai lần chị ta định tìm đến cái chết đều bị chồng phát hiện ngăn cản. Anh Trung sau đó gọi con trai lớn 16 tuổi xuống phòng khách để canh chừng mẹ. Phượng ôm chặt cổ con gái, để nằm ngửa trên người mình rồi rung lắc cho bé ngủ. Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, chị ta bế bé từ tầng 1 ngủ tiếp thì bé My đã bất động gục vào vai mẹ. Theo điều tra, Phượng sau đó đặt con nằm úp lên ngực mình tiếp tục ngủ dưới nền nhà. Hai tiếng sau, chị ta phát hiện bé đã tử vong nên đã cắt cổ tay mình tự tử rồi đắp chăn lên người hai mẹ con. Hơn 1 giờ sau, anh Trung gọi vợ dậy ăn sáng thì phát hiện sự việc. Biết bé My đã chết, anh gọi công an đến khám nghiệm hiện trường rồi đưa vợ đi cấp cứu. Phượng thoát chết nhưng bị thương tật 23%. Đại diện viện kiểm sát cho biết, thời điểm đầu Phượng cũng bị điều tra về tội giết người, nhưng rất khó để chứng minh ý thức chủ quan của bị cáo là cố ý giết con khi bị chồng phát hiện ngoại tình. Cơ quan điều tra phải áp dụng các quy định theo hướng có lợi cho bị cáo. Từ đó, viện kiểm sát đề nghị tòa xử phạt Phượng 3-4 năm tù về tội vô ý làm chết người. Cũng như lần ra tòa trước, anh Trung và cha đứa bé đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Phượng. Riêng anh Trung cho rằng gia đình anh đang hạnh phúc, chỉ vì người đàn ông kia mà tan nát tất cả, vợ đòi tự tử, con gái bị chết oan. Vì vậy anh đề nghị tòa xem xét xử lý. Lúc chưa biết sự việc, tôi thương cháu nhiều hơn cả hai đứa con đầu, anh nói trước khi rời phòng xử. Được tòa hỏi suy nghĩ thế nào về việc ngoại tình với Phượng dẫn đến sự việc đau lòng, cha đứa bé im lặng. Sau nhiều ngày nghị án, hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội đối với trẻ em của bị cáo Phượng là tình tiết tăng nặng. Với hành vi của mình, bị cáo Phượng đã xâm phạm tới tính mạng của đối tượng trẻ em được pháp luật đặc biệt bảo vệ.
Tuy nhiên, bị cáo Phượng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải trong quá trình điều tra. Và tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, bị cáo Phượng còn nuôi hai con nhỏ chưa đủ 18 tuổi, trong đó có một bé gái đang ở tuổi phát triển tâm sinh lý, rất cần sự quan tâm, chỉ dẫn, dạy dỗ của người mẹ. Theo hội đồng xét xử, không đủ cơ sở xác định Phượng có hành vi cố ý làm chết con mình. Để đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội, giới hạn của việc xét xử nên hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm truy tố của đại diện viện kiểm sát. Mười năm sẽ chỉ như cái chớp mắt với những ai hăng say làm việc, lúc nào cũng cảm thấy thời gian là không đủ với mình. Thế nhưng, từng ấy thời gian lại là một quãng đường khá dài, nhất là với những người đếm từng ngày trôi qua. Với Dương Thị Lưu, sinh năm 1977 ở Lạng Sơn, thì 10 năm qua, chưa khi nào chị ta cảm thấy thời gian trôi nhanh, nhất là đêm đến. Tiếng côn trùng rỉ rả, thỉnh thoảng lại nấc lên như ai đó thở dài, trong khi tiếng đồng hồ tích tắc cứ đều đặn một cách không mệt mỏi, khiến Lưu cảm giác thời gian sao mà chậm quá đỗi. Đã 10 năm trôi qua, kể từ cái ngày cùng nhân tình ra tay sát hại con đẻ. Mỗi ngày qua đi là một ngày Dương Thị Lưu day dứt ân hận. Nhất là khi màn đêm chập choạng, chị ta lại nhớ con ra giết. Bởi thường thì vào giờ đó, cậu con trai bé bỏng lại nũng nịu đòi mẹ cho ăn cơm. Giờ thì Lưu mới có dịp nhớ lại, để rồi đau đớn, chứ ngày đó chị ta nào nghĩ ra. Chỉ vì mê muội với nhân tình mới, Lưu đã lập kế hoạch giết đứa bé vô tội ấy. Để giờ đây, dù đã phải trả giá bằng bản án chung thân, thì mỗi khi xuất hiện ở đâu, Lưu đều cảm thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt khinh rẻ. Nắng giữa trưa hè bỏng rát, vậy mà tôi thấy mặn đắng bờ môi khi nghe Trung tá Nguyễn Văn Kiều, đội trưởng đội giáo dục trại giam Xuân Nguyên, kể về một cô giáo phạm tội giết con. Từ ngày vào trại giam, luôn tỏ ra bướng bỉnh bất cần. Phải chăng người đàn bà này vì chẳng còn gì để bấu víu ở đời nên cảm thấy cuộc đời đắng chát? Hay đó chỉ là sự cứng cỏi bề ngoài để che đi sự tuyệt vọng yếu đuối trong tâm khảm? Không biết lý do nào đúng, khi gặp người phụ nữ ấy, chị ta xuất hiện với thái độ dè chừng, nghi hoặc, để rồi trước những câu thăm hỏi rất chân tình, người mẹ tội lỗi ấy đã òa khóc như thể tìm thấy sự đồng cảm của những người cùng giới. Lưu là một cô giáo cấp 2 của một trường vùng cao tỉnh Lạng Sơn, không xinh nhưng lại hút hồn người khác bằng đôi mắt lá răm sắc lẹm. 21 tuổi, cô quyết định lấy một người đàn ông, không giàu cũng không nghèo, làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ. Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng của Lưu khá yên ấm, với niềm hạnh phúc nho nhỏ là chiều chiều lại bỏ những đồng tiền kiếm được ra, tính toán lỗ lãi, rồi kết thúc một ngày làm việc trong tiếng cười vui vẻ hay suýt xoa tiếc rẻ. Rồi đứa con trai Dương Công Lân ra đời, người vợ trẻ bắt đầu cảm thấy cuộc sống gia đình đầy áp lực với chuyện cơm áo, gạo, tiền. Trong khi số tiền chồng mang về ngày một ít đi vì làm ăn ngày một khó, là vợ, đáng ra Lưu phải nhẫn nại và vun vén chi tiêu tần tiệm, thì đôi mắt lá răm của Lưu lại bắt đầu ngúng nguẩy tìm sự chia sẻ ở bên ngoài. Những ức chế trong cuộc sống của cô giáo này rồi cũng tìm đến được người để san sẻ. Kết quả là Lưu ngoại tình và chị ta thường vẽ ra thêm những công việc ở trường, ở lớp để có thời gian vui vẻ bên người tình. Chỉ là người buôn bán đơn thuần, từ trước đến giờ quen sống đơn giản, song những cử chỉ lạnh nhạt của vợ, sự thay đổi về tâm tính của người đàn bà một con như Lưu cũng khiến anh chồng linh cảm, thấy những chuyện khác thường. Con trai chưa đầy 3 tuổi, vợ chồng Lưu kéo nhau ra tòa. Sợ tai tiếng và một phần vì có thu nhập ổn định, Lưu được giao quyền nuôi dạy con trai. Người đời thường nói, không có bố thì ăn cơm với cá, chứ không có mẹ chỉ liếm lá gặm xương. Cứ tưởng một cô giáo như Lưu, dù có đi ngang về tắt, thì con cái vẫn là tài sản thiêng liêng, không thứ gì đổi được. Thế nhưng điều không tưởng đã xảy ra. 3 tháng sau, kể từ ngày ký vào biên bản ly hôn tại tòa, Lưu rước nhân tình về chung sống trong khu tập thể của giáo viên, bất chấp những lời gièm pha dị nghị. Người đàn ông mà Lưu nặng tình đến quên hết tất cả ấy là Dương Công Thanh, người cùng xã Quỳnh Sơn,
hơn cô đến chục tuổi. Những ngày chung sống trong căn phòng tập thể chật chội, ba người trên một chiếc giường, nên nhiều khi Thanh cảm thấy bí bách, không được tự nhiên bày tỏ tình cảm với người yêu vì sợ cháu Lân thức giấc. Đã có lần, Thanh ra điều kiện với Lưu rằng muốn tình yêu của hai người đi đến hôn nhân thì cháu Lân không được hiện diện trong căn buồng của họ. Yêu đến ngu muội, lú lẫn, Lưu chẳng nghĩ ra được kế sách gì ngoài việc giết chết con mình. Sao em không đưa con về cho bố nó nuôi mà lại làm hại đứa trẻ? Câu hỏi với Lưu, vì không nghĩ một người có nhận thức, học thức, hàng ngày vẫn đứng trên bục cao, giao giảng những điều đạo đức cho các em học sinh. Chỉ vì muốn lấy lòng người đàn ông mà quyết tâm sát hại đứa con do chính mình dứt ruột sinh ra. Lưu cúi mặt, lặng im hồi lâu, biết không thể tránh được câu trả lời. Chị ta khẽ đáp, tại lúc đó em không muốn mang tiếng vì nhân tình mà bắt con về sống với bố, nên mới bày đặt ra chuyện con chết đuối. Để lôi kéo nhân tình cùng mình thực hiện tội ác, Lưu viết một bức thư, giả danh ông chú họ xúi dục Lưu giết cháu Lân, rồi cho Thanh xem. Tưởng thật và cũng vì muốn con riêng của nhân tình không phá đám chuyện yêu đương của anh ta, người đàn ông này đã bàn với Lưu một kế hoạch đê hèn. Họ bàn nhau sẽ dàn dựng một vụ chết đuối mà cháu Lân sắm vai chính. Tuy nhiên, vì cháu Lân biết bơi nên để cậu bé này chết đuối, hai kẻ không còn tính người này bàn nhau cho bé Lân uống thuốc ngủ. Sau khi bàn bạc, Thanh đi mua thuốc ngủ đưa cho Lưu, nghiền nhỏ rồi hòa vào nước. Nghe mẹ gọi vào cho uống thuốc bổ, cậu bé 5 tuổi đang chơi ngoài sân chạy ao vào nhà, hồn nhiên cầm chén thuốc uống. Ít phút sau, Lân đòi mẹ cho ăn cơm. Lưu đáp ngay với suy nghĩ tiễn con sang thế giới bên kia, làm một con ma no, chỉ ta lấy cơm cho con ăn. Nhưng vì ngấm thuốc ngủ được mẹ cho uống trước đó, nên đứa trẻ ăn chưa hết bát cơm thì díp mắt lại. Lân trèo lên giường ngủ và chỉ chờ có thế, hai kẻ sát nhân liền bế đứa trẻ tội nghiệp đi tắt qua bờ ruộng, đến chỗ mương nước mà cháu Lân hay tắm, cách nhà 150m thả xuống. Vì thuốc ngủ chưa ngấm sâu nên khi vừa chạm nước lạnh, cháu Lân bừng tỉnh vùng vẫy la hét. Thanh nhảy xuống, tóm gáy đứa trẻ vô tội, dìm mặt cháu xuống nước. Sau khi chắc chắn cháu Lân đã chết, hai kẻ tội đồ về nhà giả vờ kêu khóc tìm con. Chúng nhờ láng giềng cùng tìm hộ và chưa đầy nửa tiếng sau, mọi người sững sờ khi phát hiện cháu Lân nằm chết dưới mương nước. Lo tang lễ cho con xong cũng là lúc người mẹ sát nhân bị bắt. Đôi tình nhân nhanh chóng bị bắt và vài tháng sau đó, Tòa Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đưa ra xét xử lưu động tại nhà văn hóa huyện Bắc Sơn. Phiên tòa đã thu hút hàng nghìn người đến tham dự. Gieo nhân nào ắt gặp quả ấy, Dương Doãn Thanh đã phải lĩnh án tử hình về tội giết người, còn Dương Thị Lưu nhận bức án chung thân về hành vi sát hại con đẻ của mình. Bản án đã tha tội chết cho người mẹ tội lỗi. Theo dân bản thì người đàn bà ấy đáng phải xử bắn, nhưng ở vụ án này có lẽ bản án chung thân mới xứng đáng với tội lỗi của Lưu. Bởi chết là hết, còn khi cô ta có cơ hội sống, đồng nghĩa với việc Lưu sẽ bị bản án lương tâm dày vò, cắn xé đến hết cuộc đời. Gần chục năm rồi, Lưu chưa có lấy một giấc ngủ yên, bởi cứ chập choạng tối là chị ta lại nghe văng vẳng bên tai tiếng đòi cơm của đứa con nhỏ. Rồi cảnh chị ta đứng trên bờ mương, vô cảm nhìn tình nhân dìm con mình xuống dưới làn nước đục. Không một biểu hiện nào của sự xót thương hay bản năng của người mẹ thức tỉnh. Lưu như mụ mẫm với ý nghĩ giết con để sống trọn đời với người tình. Thế nên khi chị ta bảo cuộc đời mình coi như là hết rồi, sống để cho đau đớn gặm nhấm tâm hồn. Chúng tôi có cảm giác Lưu sống là để tồn tại, chứ nào còn ý nghĩa gì nữa. Cô không mong sự tha thứ của người đời, càng không mong được người thân thương hại, chỉ biết mỗi đêm còn trở dậy đi làm, nghĩa là vẫn đang tồn tại. Ai đó từng nói, chết chưa chắc đã hết. Và có những cuộc đời sống mà như không sống, còn nặng nề dằn vặt hơn cả cái chết. Với Lưu, cuộc sống với chuỗi ngày ám ảnh cứ thế chậm chậm trôi qua như một sự đầy ải.
Theo đó, sáng mùng 3 Tết, tức ngày 10 tháng 2, ông Hờ, là em ruột của bà Phượng, đến nhà bà này ở Hương Lộ 2, khu phố 4, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để chúc Tết. Ông Hờ gọi và đập cửa không được nên sinh nghi, liền phá cửa vào trong kiểm tra. Tại lầu 1, ông Hờ phát hiện con của bà Phượng là cháu L sinh năm 2014, nằm trên nền nhà đã tử vong. Cạnh đó, bà Phượng nằm thoi thóp, có nhiều dấu vết cắt ở cổ tay. Ông Hờ truy hô cùng người dân đưa bà Phượng đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an. Đến nay, bà Phượng đã bình ổn về sức khỏe. Theo điều tra ban đầu, bà Phượng cùng chồng là ông Tờ sinh sống với nhau đến năm nay đã có 3 đứa con, trong đó cháu L là con út. Người dân sống xung quanh gia đình bà Phượng ai cũng xôn xao về mối quan hệ ngoài vợ chồng của bà Phượng với một người đàn ông gần nhà. Được biết, vợ chồng bà Phượng, ông Tờ cùng quê Quảng Ngãi vào Sài Gòn sinh sống những năm 90. Ban đầu, họ làm nghề may tại nhà, theo những người hàng xóm, cách đây chừng hơn 3 năm, thông qua sự giới thiệu của một người đàn ông tên Thờ gần nhà, bà Phượng mua được một sạp vải ở chợ Tây Bình để buôn bán. Ông Thờ sau đó có mối quan hệ tình cảm lén lút với bà Phượng. Từ khi buôn bán, bà Phượng sáng đi tối về, còn ông Tờ vẫn làm nghề may ở nhà. Bà Hờ ở gần nhà kể, có lần tôi tình cờ thấy ông Thờ và bà Phượng đứng ngay góc tối của hẻm ôm nhau. Tôi biết hai người này có mối quan hệ lén lút, rồi từ đó một số người trong xóm này bàn tán xôn xao. Không biết những lời bàn tán đó có đến tai của chồng bà Phượng hay không. Cũng theo bà Hờ, nhiều người dân ở đây biết rằng hàng đêm bà Phượng giả vờ đi tập thể dục là để gặp ông Thờ. Hàng xóm cho biết ông Thờ nghi ngờ vợ ngoại tình từ lâu, nhưng cũng chỉ ghen tuông bóng gió, không có bằng chứng. Khi bà Phượng mang thai và đến khi có đứa con gái út, tức là cháu ML, thì ông Tờ càng nghi ngờ hơn. Mối quan hệ vợ chồng căng thẳng, thường xuyên xảy ra cự cãi gay gắt. Theo người thân của ông Tờ, bà Phượng, thì khi nghi ngờ tăng cao, ông Tờ nhiều lần yêu cầu bà Phượng đưa con út, tức cháu ML, đi giám định ADN, nhưng bà Phượng không đồng ý. Trước Tết Bính Thân năm 2016, ông Tờ đã âm thầm dẫn cháu ML đi giám định và kết quả bất ngờ, bé gái này được xác định không phải con ruột của ông. Kết quả này làm không khí gia đình ông Tờ căng thẳng đỉnh điểm suốt mấy ngày Tết. Tuy nhiên, theo hàng xóm thì cả hai vợ chồng vẫn cố gắng lo lắng chu toàn cho hai đứa con chung của họ và đứa con gái út ML nói trên. Kết quả xét nghiệm ADN khiến bà Phượng e chề nên nghĩ đến chuyện tự vẫn. Vì lo ngại sau này ông Tờ sẽ đối đãi không tử tế với cháu ML nên bà chưa dám thực hiện ý đồ này. Đêm mùng 2 Tết, vợ chồng xảy ra cự cãi gay gắt cũng vì chuyện quan hệ ngoài luồng đến mức có con riêng. Sau đó bà Phượng ôm cháu ML xuống tầng trệt của ngôi nhà để ngủ và trong đêm bà quyết định thực hiện kế hoạch. Bà Phượng được cho là định treo cổ tự vẫn nhưng bị ông Tờ phát hiện ngăn cản. Bà chạy xuống bếp, cầm dao định tự đâm vào mình, nhưng ông Tờ cũng cản lại được. Sau đó, bà Phượng ôm cháu ML về lại phòng riêng. Bà Phượng khai báo rằng, vì quá buồn lòng, bà ôm chặt con út vào lòng, ghi sát mặt cháu bé này vào ngực mình. Người đàn bà gây nên tội tình thừa nhận, suốt đêm đến sáng bà nằm khóc, con cháu ML nằm im trong lòng mà bà tưởng đang ngủ. Đến tầm 2 giờ rạng sáng ngày mùng 3 Tết, bà hốt hoảng khi phát hiện con đã ngạt thở tử vong. Ngay sau đó, bà nghĩ đến chuyện tự vẫn bằng cách lấy dao cắt cổ tay, nhưng đến sáng thì người nhà phát hiện. Đã có những vụ việc tương tự xảy ra, cũng từ những bản xét nghiệm ADN nghiệt ngã như vậy. Bản thân khó có thể có con tự nhiên, vợ lại mang thai hai người con cùng người đàn ông khác. Đó là những lý do khiến Nguyễn Văn Duy đã ra tay tàn độc với hai người con, để lại những nỗi đau vô cùng nghẹn ngào. Xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết lại vụ án ngay sau đây. Bạn đang xem video trên kênh Điều tra Phá án. Đừng quên ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp các vụ kỳ án nổi tiếng trên thế giới. Thông tin chi tiết xin xem phía dưới comment. Theo tài liệu từ cơ quan tố tụng, nhiều năm trước, Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1985, thường trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội, kết hôn với chị Nguyễn Thị Hờ, sinh năm 1989, trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai. Sau 5 năm kết hôn, năm 2013 và năm 2015, chị Hờ lần lượt sinh hai người con, cháu đầu là trai và cháu thứ hai là gái. Tuy nhiên, những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã nảy sinh và ngày một gay gắt khiến cho chị Hờ bỏ về nhà mẹ đẻ. Đồng thời, chị Hờ cũng có những hành động khiến cho Duy rất đau lòng. Trong một phút thiếu kiềm chế, Duy nảy sinh ý định sát hại hai con để người vợ phải ân hận suốt đời. Ngày 18 tháng 5 năm 2018, trên đường đi làm về, Duy rẽ vào một cửa hàng bán thuốc trừ sâu ở quận Hà Đông và mua một hộp thuốc trừ sâu dạng nước mang về cất vào bếp. Sáng sớm ngày 19 tháng 5 năm 2018, Duy viết tâm thư gửi bố, mẹ, anh, chị em ruột,
cô, dì, chú, bác trong gia đình xin tha tội bất hiếu trước khi chết cùng hai người con. Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Duy điều khiển xe máy đến nhà trẻ của hai con học và xin phép đưa con đi chơi. Đón hai con xong, Duy đưa thẳng về nhà mình và ngồi chơi với hai con được 15 phút trước khi pha thuốc trừ sâu cho hai con uống. Gây án xong, Duy uống nốt phần thuốc trừ sâu còn lại rồi nằm cạnh hai con chờ chết cùng. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, do trong người khó chịu nên Duy nhiều lần nôn. Nghĩ rằng nôn như vậy sẽ không chết được nên Duy lên tầng 3 ngôi nhà của mình, nằm trên tường trống để người rơi tự do xuống đất. Trong lúc ngã từ tầng 3 xuống đất, người Duy mắc phải đường dây điện nên lực rơi xuống đất giảm đi nhiều, khiến Duy chỉ bất tỉnh chứ không chết. Người dân phát hiện ra đã cứu Duy và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên Duy không nguy hiểm đến tính mạng. Ngày 21 tháng 5 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Oai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Duy. Năm 2008, Nguyễn Văn Duy kết hôn với chị Hờ kém 4 tuổi. Hai người đều có việc làm cộng với sự hỗ trợ của gia đình nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thời gian đầu khá êm ấm, hạnh phúc. Sau hơn 1 năm mà vẫn chưa thấy vợ có gì, Duy đã đưa vợ đến bệnh viện khám. Kết quả bộ máy của Duy có vấn đề, rất khó có thể có em bé theo cách thông thường mà phải có sự hỗ trợ từ máy móc. Do mong muốn có con tự nhiên, Duy cùng vợ tìm thầy thuốc nhiều nơi song chưa có kết quả. Khi mà nỗi buồn về chuyện con cái đang đè nặng trong lòng, thì bất ngờ Duy nhận được thêm một thông tin còn buồn hơn. Đó là tin nhắn của một người phụ nữ tố chị Hờ có quan hệ mờ ám với chồng cô ta, vốn là bạn học cũ của nhau. Giữa Duy và vợ đã xảy ra cãi vã, vợ Duy khẳng định người đàn ông đó chỉ là bạn cũ. Trong lúc quan hệ vợ chồng căng thẳng thì có người khuyên Duy nên đến một bệnh viện chuyên về chữa trị hiếm muộn để cấy ghép phôi. Sau khi khám, bác sĩ kê thuốc cho Duy uống để tăng khả năng đàn ông và tư vấn. Nếu không mang thai tự nhiên, sẽ tiến hành cấy ghép phôi. Niềm vui bất ngờ đến với cặp đôi khi năm 2012, vợ Duy báo có thai. Sau khi đứa con đầu lòng chào đời, cũng có dư luận xì xào về quan hệ phức tạp của chị Hờ. Song hạnh phúc được làm cha khiến Duy quên ngay lập tức. Đến năm 2015, vợ Duy tiếp tục có bầu. Những tin này, Duy vui thì ít mà buồn thì nhiều, bởi tự bản thân anh ta biết rằng không thể có khả năng làm bố tự nhiên. Nhưng nếu làm ầm ĩ lên, mọi người sẽ biết Duy yếu kém về khoản kia. Chỉ nghĩ đến chuyện đó, Duy đã không dám hé răng. Để giải tỏa những cơn nghi ngờ bấy lâu nay về hai đứa trẻ, Duy quyết định lấy mẫu tóc của hai đứa con mang đi giám định ADN. Những kết quả, Duy đứng không vững khi biết cả hai mẫu đều không có quan hệ huyết thống với mình. Ngày nào Duy cũng khóc và suy nghĩ về chuyện này. Rồi Duy quyết định nhắn tin hỏi thẳng vợ, hai đứa trẻ có phải con của tôi không? Trái với những lần trước, lần này vợ Duy trả lời gọn lõn, không phải con của anh, và cho biết đó là con của một người đàn ông đã có vợ con. Mặc dù rất đau khổ nhưng trong lòng Duy lại nảy ra suy nghĩ, nếu người đàn ông kia đã có gia đình thì anh ta không thể lấy đi vợ con của Duy được. Duy chấp nhận nuôi hai đứa trẻ làm con mình bởi hai lẽ. Thứ nhất, Duy tự biết khả năng đàn ông của mình không thể giúp vợ thụ thai tự nhiên. Thứ hai là Duy không muốn sự thật này lộ ra. Vì vậy, Duy quyết định hẹn vợ nói chuyện về việc đưa các con về đoàn tụ gia đình. Quên quá khứ đi, vì dù sao người kia đã có vợ con. Người vợ đồng ý với điều kiện Duy phải viết giấy công nhận chuyện vợ ngoại tình, chuyện hai đứa trẻ không phải con của Duy và không được can thiệp vào chuyện đi lại sinh hoạt của vợ. Nếu Duy cố tình đón con về thì chị ta sẽ công bố sự thật về hai đứa trẻ. Sau này khi bị bắt giam, Nguyễn Văn Duy khai rằng trước khi gây ra tội ác, anh ta rơi vào trạng thái stress nặng khi một mình âm thầm chịu đựng tấn bi kịch khó nói. Đó là sự thật nghiệt ngã về bản giám định ADN không biết tỏ cùng ai. Bên cạnh đó là sự tự ti của người đàn ông kém năng lực. Vụ án trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.